Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bồ Tát Chánh Đẳng Thân Biên Chi do Ngài từ bỏ không thể chỉ dạy. Bồ Tham Sa Ganang Gacchami Tham Mang Sa Ganang Gacchami Sa Ganang Sa Ganang Gacchami. Chúng con thành kính đảnh lễ Chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ Chư Pháp, chúng con thành kính đảnh lễ Chư Tăng. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng con cùng nhau xin phép của Phật Pháp kính thỉnh chư thiên vương cõi trời thiên vương tiền tầng chư hộ pháp gia hộ cho chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lợi. Namma sabana kalo yam bandanta. Namma sabana kalo yam bandanta. Namma sabana kalo yam bandanta. Nhà Bồ Phật xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình cố gắng xong hết bài kinh hôm nay. Thì sự tập bài kinh này nó cái phần giải thích này á, thì trong kinh thì không có, chỉ nói tóm tắt. Cái người mà chấp về cái sắc thọ tưởng hình thức á, thì rất là sầu bi khổ u não, vì mình nghĩ nó là ta, ta là nó, nó trong ta, ta trong nó, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi cái gì phát sinh lên là nó có dính vô cái ngã hay ngã sở mình. Thì trong bài kinh thì không có nói, nhưng mình đang tu tập về ngũ uẩn, và nhất là bữa thứ bảy mình sinh hoạt bài kinh thủ chiến á, thì nói chi tiết về tại sao cái sắc thọ tưởng hành thức này nó làm mình khổ như vậy. Cho nên đây là cái dịp mình học ôn lại và làm sáng tỏ lại cái ý của cái ngũ uẩn thủ này như thế nào. Thì sau khi bị gia chủ đầy gặp Thế Tôn, Thế Tôn thì chỉ nói thân bệnh, đừng để cho tâm bệnh. Thì chỉ gặp Thế Tôn và Ngài giáo giới một cách đơn giản như vậy. Ngài dặn ai mà có thân này mà nghĩ trong một phút giây nào đó mà không bệnh, đó là người ngu. Thì mình nghe mình thấy nó hơi quá đáng, nhưng sự thật là như vậy, là tại vì cái thân này nó thay đổi vui bất tử lắm, vô thường mà, nó thay đổi bất cứ lúc nào. Xung quanh mình hoàn toàn là cái sự thay đổi, nhưng vì cái an vui hạnh phúc mình không có thấy nó, nhất là cái tai nạn của gì đã biết thì nó không có chừa ai hết. Cho nên người nào mà nghĩ rằng cái thân này không bệnh thì người đó là Đức Phật nói là cái người ngu. Cho nên Đức Phật dạy mình phải biết chuẩn bị gì, ý là mình phải chuẩn bị cái tinh thần, phải biết rằng mình bao giờ cũng bị bệnh. Cho nên khi giây phút nào mình thấy khỏe thì mình tìm cái gì để thanh lọc thân tâm mình, nhất là tương tự mình phải huân tập cái thiện pháp, đoạn trừ những cái bất thiện pháp, rồi làm được thăng tiến lên những cái pháp tu tập để thanh tịnh hóa thân tâm. Thì Đức Phật không có dạy thế nào, phương pháp gì để làm cho thân bệnh và tâm không bệnh. Nhưng gia chủ này rất mừng, vui, hoan hỷ khi gặp một bậc giác ngộ. Và sau cùng, kế tiếp thì Ngài chỉ vì vui thôi, không biết cái phương pháp, không biết lý do, cái cách làm để sao mà cho thân bệnh và tâm bệnh. Thì Ngài vì này gặp Ngài Xá Lợi Phất, thì Xá Lợi Phất mới hỏi thì tại sao ông không hỏi Thế Tôn. Thì
gia chủ nói chính vì lý do không có hỏi nên ngày nay đi đường xa nó gặp ngài Xá Lợi Phất, thì mong ngài giáo giới cho. Thì Xá Lợi Phất dạy, thì rồi mình ôn lại cái phần sắc pháp thì nói rõ rồi, thì hôm nay mình không có nói lại cái phần sắc pháp, mình sẽ nói về cái thọ. Thì ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái vị gia chủ này á, thì tôi đọc một đoạn thôi, thì quý vị nhớ lại kỳ rồi, và tuần tự sắc thọ tưởng hành thức nó cũng giống nhau. Thì vị này á, thì Xá Lợi Phất dạy như thế này: chính vì không có gần bậc chân chân nhân hay là bậc thánh, không tu tập, không tường thuật pháp bậc thánh, nên quán quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Chính vì mình ám ảnh như vậy cho nên bốn cái hình tướng của cái sự chấp thủ về sắc pháp nó làm cho mình bị ám ảnh đồng hóa những cái hiện tượng gì từ bên trong bên ngoài liên hệ đến người thân của mình, sự cảm thọ, sự suy nghĩ và cái biết của mình đều cho là một là mình, hai là mình ở trong nó, hay là nó là mình, hay là nó ở trong mình. Đó, vì chấp thủ, chính vì cái chấp thủ đồng hóa cái ngũ uẩn là mình hay là ngã ngã sở, thì mỗi khi sắc thọ tưởng hành thức thay đổi thì làm cho mình khổ, sầu bi khổ não. Đó là phần cái sắc pháp. Cái văn tự nó diễn tả là người nào chấp sắc hay là tự ngã như vậy, vì ấy bị ám ảnh sắc là ta, sắc là của ta, hay là sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã trong sắc, cho nên phải bị khổ bởi vì nó luôn luôn thay đổi và hòa diệt. Thì cái phần sắc là như vậy. Thì hôm rồi mình nói phần sắc á, sắc là luôn luôn bị thay đổi, nóng lạnh, thời tiết, bị muỗi mòng cắn, rồi nhất là cái thời tiết thay đổi chính là cái bệnh và những nguy hiểm khác, cũng như là chiến tranh, tai nạn, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì cái hình thức sắc á, nó không có bao giờ bị an ổn, nó bị luôn luôn là thay đổi. Bằng chứng là bây giờ quý vị tuổi già, quý vị gìn giữ cách mấy nhưng mà thời tiết đã thay đổi, quý vị thấy một cách rõ ràng. Thì mình biết rằng nếu ai chấp thủ thân này là như vậy thì sẽ sầu bi khổ não. Thì bây giờ tới cái phần thọ thì văn tự cũng như vậy: vì ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã là thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã trong thọ. Vì ấy bị ám ảnh thọ là ta, ta thọ là ta, thọ của ta, vân vân. Cho nên cái cảm thọ này khiến mình sầu bi khổ ưu não. Dầu là một cái cảm thọ nào thấy an lạc, an vui, hạnh phúc cách mấy, nhưng nó cũng bị biến đổi thành một cái khổ. Thì người đồng hóa cái thọ này thì sẽ bị sầu bi khổ ưu não. Thì để mình nhắc lại, cũng như bài kinh hôm trước nói về thọ, thì quý vị cũng đã biết bài kinh Đa Thọ. Thì thọ thì căn bản là sáu cái thọ. Sáu cái thọ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, là sáu cái. Sáu cái thọ này thì nói rộng ra đó thì hai cái nữa là ba cái, sáu cái thọ của sáu cái căn, nhưng mà trong mỗi cái thọ của sáu căn á, nó có ba cái thọ chính, tức là lạc khổ và bất lạc bất khổ, hay là dùng danh từ xá. Nói rộng thêm hai cái nghĩa là hỷ và ưu, là năm cái. Nhưng mà căn bản chính là cái nguồn gốc á, là cái khổ của sáu căn này có ba cái: lạc khổ và bất lạc bất khổ, là tại vì nó liên hệ đến cái thân trước. Chính cái thân này mới sanh ra cái tâm sau. Thì sáu cái thọ này nhân cho cái ba là 18 thọ.
có sáu thọ, có tám thọ hoặc ba thọ, năm thọ. Thì trong trường hợp sáu thọ của sáu căn nhân cho ba lạc hỷ và bất lạc bất khổ thì là 18. 18 này nhân cho hai, nhân cho hai là xuất gia và tại gia, là 36. 36 này nhân cho ba thời quá khứ hiện tại vị lai là 108 thọ. Đó là ôn lại. Thì trong cái phần thọ này á thì tại sao có xuất gia và tại gia? Xuất gia là tại gia là tại gì? Nếu quý vị đọc bài kinh nằm trong Tương Ương Bộ ngày hôm qua tôi có đưa lên đó, là vị ngọt của sáu nội xứ. Sáu nội xứ, đây là nói chỉ xứ nội xứ là dầu này đi đâu, dầu bậc xuất gia hay là tại gia, đi đâu mà cũng có cái sự cái chú xứ của cái thích của nhãn nhĩ tỷ thiệt, thì dầu xuất gia nó cũng là tại gia, nó cũng còn khổ. Mà chừng nào mà bậc xuất gia, đây là xuất gia, đây là giải thoát hoàn toàn, không có muốn làm vui mắt mũi tai miệng thân và ý, thì bậc đó kêu bằng xuất gia. Đó là sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ thì là những cảnh vật bên ngoài. Thì ngày mai tôi sẽ đưa một cái bài kinh cũng mang cùng một tên là Vị Thọ để nói cái sáu ngoại xứ như thế nào. Thì sẵn đây nói thọ, nói về cái xuất gia và tại gia là cái chỗ đó, là tại vì cái nguồn gốc sáu căn mình là nơi trú xứ, nó không ở trong thì nó cũng không, nó cũng phải ở ngoài, trong ngoài nó như vậy. Thì chẳng hạn tôi điển hình một cái, quý vị muốn làm vui con mắt, quý vị chỉ nhìn thấy cảnh đẹp, đi du lịch cảnh này cảnh kia thì quý vị làm vui, đó tức là làm an trú, cái chú xứ nơi con mắt quý vị thích làm con mắt vui, nhưng mà chưa có nắm giữ cái gì hết, là không có một cái gì đối tượng quan trọng, nhưng mà nó là luôn luôn thích nhìn ngó tìm đủ thứ để nhìn cho nó thỏa mãn con mắt, thì đó là cái chú xứ của nhãn nhãn căn. Còn ngoài hình ảnh á, là hình ảnh ở ngoài, nhưng mà trong khi quý vị đi du hí, đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia thì có trăm ngàn thứ cảnh, thì ít nhất cũng có vài chục thứ cảnh quý vị tâm đắc. Thì cái những cái gì tâm đắc á, là ngay chỗ đó là sáu ngoại xứ, tức là ngay chỗ đó mình an trú ở ngoài, tức là lâu lâu quý vị cũng nhớ lại cái chỗ đó, phải không? Đó, ở trong ở ngoài cứ việc liên tục như vậy. Bắt đầu thì mình không có để ý ở ngoài, nhưng khi mình đi ra ngoài mình giao du gặp một cái gì ấn tượng thì mình thấy cái đó là cái xứ xứ bên ngoài, mình luôn luôn nắm bắt. Đó, cũng như mình uống uống nước để mình giải khát, uống đủ thứ nước hết, thử trà thử cà phê đó, thì đó làm vui miệng, nhưng mà khi quý vị thử một thời gian rồi đó thì quý vị nhận thức cái cà phê này tôi thích, thì chú xứ cà phê đó là chú xứ ở ngoài. Thì người ở trong, cái người mà nắm bắt cái thọ đó, là do các căn, cho nên nội và ngoại là ngay chỗ đó. Thì mình thấy cái hiểu cái thọ như vậy đó, thì người nào mà chấp thủ cái thọ, mình uống một cái ly cà phê, mình phải tới cái tiệm đó mà uống cái ly cà phê bữa đó không có thì sao, mình thấy buồn. Thì những trạng thái đó là về hình thức nắm bắt cái thọ. Quý vị có đồng ý không? Quý vị lên tiếng. Phải như vậy không? Cái ở trong cái ngoài là như vậy, nội và ngoại xứ là như vậy. À, thì cái đó là những hình thức mình đang nắm cái thọ. Về thọ nó là ta, tại vì mình không có hài lòng hay mình hài lòng mình tìm nữa. Ví dụ như uống cái cà phê này ngon, và cái ngon này nó thành một hồi một thời gian thì nó không ngon nữa, nó cảm thấy nó lạc, thì quý vị tầm một cái gì ngon hơn, và trong một khoảng thời gian là quý tầm thấy một cái gì ngon hơn, thì cái đó là một cái kế tiếp của ngoại trú xứ ở bên ngoài, nó chạy vòng vòng như vậy.
Cho nên người xuất gia, tại gia là ý nghĩa đó. Chừng nào đối với sáu căn mình không có cái sự nắm bắt của cái sắc, của cái thọ, những cái đó đó, thì hình thức chung là cái ngũ uẩn. Thì trở lại, người nào quán tự ngã cái thọ của mình thì bị ám ảnh. Thọ luôn luôn thay đổi, thọ luôn luôn thay đổi. Mỗi lần nó thay đổi thì nếu thay đổi tốt thì mình vui, nhưng mà nó cũng vô thường, nó hỷ lạc gì cách mấy thì nó bị thay đổi, thì mình cũng sầu bi khổ não. Thì đó là cái phần thọ. Thì tôi xin dừng lại cái phần thọ, tôi nói hơi nhanh, nói tóm tắt, bởi vì quý vị, tôi dùng những cái thí dụ đó, tôi nghĩ là quý vị không có gì trở ngại hết. Thì quý vị có đóng góp thêm cái phần này không? Quý vị có câu hỏi gì cái thọ đó có phải vậy không? Quý vị thấy đó, cái nghĩa chú xứ nội và ngoại là ngay chỗ đó, cho nên cái thọ này á, có nói tại gia và xuất gia là ngay chỗ đó. Đó, thì mình nói tại gia xuất gia thì mình nó có tư duy sâu hơn, thì kinh điển trong Đức Phật có dạy, nhưng mà mình nếu mà giải thích rõ như tôi chia sẻ dẫn những ví dụ chỉ là luận thôi thì mới hiểu nổi, còn đọc kinh đó thì chỉ nói sơ sơ, cho nên mình phải nghe pháp và mình phải đọc những bài luận để mình mới thấy được tại sao thọ mà còn tại gia và xuất gia. Xuất gia tại gia là nơi cái trú xứ của sáu căn và sáu cảnh bên ngoài. Mình mang theo, cứ mang theo đó, đó là cái tọa. Quý vị đóng góp phần tọa có cái gì thì hỏi không? Nếu không có thì mình đi tới phần tưởng. Có gì hỏi? Có gì lên tiếng có không? Không, không có gì khó nhận. Chú giảng như họ xuất gia họ tại tại gia Thì ý nghĩa họ đó, đó. bên nội họ ngoại thôi chứ hả chú đâu có. Thì cái xuất gia và tại gia là có nghĩa đó. Cái xuất gia có nghĩa là mình dùng cái hình tướng là tức xuất ly, nhưng những vị tăng, tức là mình rời khỏi trần thế tục, nhưng mà những vị đó đó cái thọ cũng vẫn còn dính, dầu xuất gia trên hình tướng nhưng mà cái thọ cũng còn cưu mang, tức là cũng nghĩa là tại gia cái thọ đi đâu cũng mang cái thọ theo á. Hiểu hiểu không Phượng? Kim Phượng, chứ đừng đừng có nghĩ rằng cái danh từ đó, cái danh từ đó là cái ẩn ý. Mình bao giờ cũng an trú vô cái thọ, dầu ở nhà hay đi tu cũng dính vô cái thọ hết. Thì cho nên xuất gia và tại gia, nói xuất gia là bậc giải thoát, còn đi xuất gia bằng hình tướng ngoài là chỉ là cái hình tướng, chưa phải là ý nói là bậc giải thoát cái thọ đó, cái nghĩa đó là như vậy. Cho nên dùng những danh từ đó mình phải đọc kinh sách, nghe những chú giải đó, thì mình mới thấy hiểu được cái thọ đó như vậy. Thì thọ đó là bắt nguồn từ sáu căn, sáu căn mà nó đi đó, là từ ở trong thân ra. Thọ là lạc khổ và bất lạc, bất khổ là ba, ba nhân cho sáu căn là 18, của cái thọ của cái căn là 18 thọ. 18 thọ này xuất gia và tại gia là 36. 36 này nhân cho ba thời quá khứ hiện tại vị lai là 108 thọ. Đó, quý vị học đọc tới đọc lui, và quý vị có những câu hỏi, và quý vị nghe tới nghe lui thì quý vị tư duy, thỉnh thoảng quý vị thiền, quý vị cũng tư duy cái thọ này sao này kia, thì chính những cái điều đó tại sao 108, tại sao 36, rồi tại sao năm thọ, tại sao ba thọ, thì lâu dần quý vị sẽ nhớ cái công thức đó. Quý vị có câu hỏi nào thêm không? Rồi, nếu không thì mình đi tới cái phần tưởng. Thì cái phần tưởng này đó mình đã nói rõ hôm bữa thứ bảy tuần rồi. Tưởng
cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức, tất cả à, thọ tưởng hành à, là ba cái tập khởi này do cái xúc phát sinh ra mới có. Chính có cái xúc làm duyên cho nên có thọ, nhưng mà xúc diệt á thì thọ mất à. Nhưng mà cái xúc đó mất rồi nhưng mà cái thọ mình vẫn còn, là tại sao? Là tại cái ý mình tiếp xúc lại cái cảnh cũ. Ví dụ như quý vị đi hồi nhỏ, tôi còn nhớ đi xem cine, có nhiều cái phim rất là hay, nó đã xong rồi đi chen lấn đi trở về nhà, thì trên đường trở về nhà lại nhớ cái cảnh phim đó. Nhiều khi mình tội nghiệp cái nhân vật đó à, tại tại sao vậy? Rồi có khi mình nghĩ tới mình sân hận một cái nhân vật gì đó à, thì những cái hình thức đó đó à, mình lại xúc thêm một lần, coi trong phim nó có xúc rồi, bây giờ mình đi dọc đường mình cảm xúc mình nhớ lại, thì cái thọ này đó nó là thọ thuộc về cái pháp thọ à, cái đó là cái gì. Cho nên trong kinh dạy á, là xúc à, làm tập khởi nhưng xúc diệt rồi á, đúng rồi phải mất, nhưng mà tại sao? Thì ý nói á, là cái ý thức giới mình nó không có chịu diệt, mặc dù nó diệt rồi một thời gian sau cũng tư duy nhớ lại à, thì Đức Phật dạy diệt là diệt ngay chỗ đó, đừng có à, ôm ấp à, đó là mình cưu mang cái thọ của cái pháp. Mà quý vị thấy cái thọ của cái ý thức giới á, nó quan trọng lắm à, thì mình mang cái đó cho nên mình bị ấn tượng. Mình nhiều người già công danh sự nghiệp thành tựu trong quá khứ, bây giờ mình ngồi một chỗ hoặc mình bệnh mình nằm, thì những cái pháp, những cái cảm thọ nó sanh khởi khiến cái thức đó, nó đưa mình đi tái sanh chỗ không tốt. Thì cái ý thức xúc diệt á, mà tại sao thọ không diệt, mình cẩn thận. Cũng như cái tưởng, bây giờ cái tưởng có gì do xúc làm tập khởi, đúng ra cái xúc nó diệt nhưng mà cái tưởng nó vẫn còn, là tại vì cái ý à, tiếp xúc lại cái pháp, cái hình ảnh cũ à, mà khi sắc nó được tiếp xúc lại một lần nữa thì phát sinh thọ tưởng và hành và thức, nó đầy đủ trong ngũ uẩn hết. Thì đối với cái tưởng nó cũng vậy, thì Đức Phật dạy tưởng tưởng á, thì nó có sáu cái loại tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Cho nên khi mình nhớ hình ảnh lại thì nó cũng loại là pháp tưởng. Rồi. Cái tưởng này nó rất là à, mỗi khi á, có một cái xúc, dầu cái xúc của cái thực tế hiện tại hay là cái xúc của cái pháp nó trở lại, thì nó cũng đều có đầy đủ những cái tưởng đó, tùy theo cái tâm nào nó mạnh à, thì nó phát huy trong cái lộ ý đó. Chẳng hạn như cái thọ mạnh à, thì hướng đến cái thọ đưa tới cái tưởng, tưởng đưa tới cái tư à, cái tư này nếu người này nắm bắt thì cái ái nó nhanh hơn à, cái ái nó mạnh hơn. Thì chính một luồng, nghĩa là căn trần thức xúc thọ tưởng tư ái, rồi đưa lại tầm tứ nhìn cái cảnh đó nữa, nhớ lại cái cảnh đó, hoặc cái cảnh này có thể tạo thực hiện thì ngày mai, ngày mốt hay trong tương lai mình lập kế hoạch chương trình để mình gặp nó lại, mình nên cảm nhận lại cái ái đó, cái dục đó. Còn đối với một người tu à, thì nó trở lại khác, nó cũng có căn trần thức xúc thọ tưởng tư ái tầm tứ. Thì người này thấy cái pháp này là pháp bất thiện, người này thanh lọc, ồ cái này bất thiện, thì vị này dùng những phương pháp à, tu tập, có những phương pháp để đoạn tận những cái phiền não đó. Thì người này thực hành ngày này qua ngày kia, thì một thời gian sau những cái pháp bất thiện này à, những cái cảnh không tốt à,
hay những lời nói không tốt mình phát xuất ra, những ý thức không tốt, thì mình tu tập lần lượt để thanh lọc. Mà mỗi lần mình tư duy suy nghĩ và mình đối cảnh, mình không thực hành những cái lỗi lầm cũ, tức là mình thanh lọc được cái nghiệp thức của mình, tức là cái tâm hữu phần. Khi mà cái tâm hữu phần mình được gạn lọc, một ngày nào đó mình thấy được thanh tịnh, thì con mắt, tai, mũi, miệng, thân, mình thấy cái cảnh đó thì mình không do cái nghiệp thức của tâm hữu phần dẫn mình đi lại một cái lỗi lầm cũ như xưa, phải không? Quý vị thấy hiểu được cái lỗi ý nó như vậy không? Quý vị nhận không? Quý vị nhận điều đó không? Là chính cái chỗ mình thanh lọc, mình tư duy điều này, những cái gì mà mình muốn làm đó. Nhưng mình, thí dụ tôi có hơi thí dụ, người ta mắng chửi mình thì không tu thì mình mắng chửi lại, hay nghĩ cách gì mình làm trả đũa ngay đó. Nhưng khi mình có cái ý đó thì mình nói là người tu cái khẩu nghiệp, mình dừng lại. Nhưng mà cái ý thức đã tạo nghiệp rồi, thì khi mình dừng lại nhiều lần, mình tư duy ráng cam nhẫn đừng có làm điều đó, thì mình làm nhiều lần tới một ngày nào đó thì mình nghe cái pháp đó, người ta mắng chửi mình gì đó, mình thấy nó tự tại hơn, mình không phải phản ứng như trước nữa. Còn nếu không thì ăn miếng trả miếng, thì càng ngày càng tô đậm thêm. Vì cái pháp tu tập của cái ý thức giới đó là có nghĩa là mình thấy được cái bất thiện pháp, dừng lại cái, tức là xúc diệt, đừng có để nó tiếp xúc với cái cảnh xấu đó, diệt cái xúc đó, nghĩ cái gì đó tội lỗi, nghĩ cái gì đó để thanh lọc cái tội lỗi này, tức là mình tạo một cái xúc mới. Còn không thì mình bị cái xúc của bất thiện pháp nó dẫn, thì cái tưởng này nó cũng vậy, tưởng là nằm ở trong 10 cái kêu bằng sắc thân ái. Sắc thân ái đó là căn, trần, thức, xúc, thọ, tưởng, tư, ái, tầm, tứ. Mỗi cái tâm này nó có cái sự thân ái. Thân ái này tức là tự ngã, nó là ta, ta là nó, nó trong ta, ta trong nó. Cho nên mình bị nó quay cuồng, nó xây dòng mãi mà mình không có biết, thì nó là những cái hình thức. Trong trường hợp tưởng thì nó là cái tưởng này. Cái tưởng này là mình phải biết, đừng có nắm bắt cái thủ này. Thì tưởng này nói về cái ngũ uẩn thủ, là tưởng thủ, nó là như vậy. Thì đối với tưởng thì khi mình biết được những cái pháp bất thiện gì xảy ra khi đối cảnh, do cái sắc pháp đối cảnh nó liền phát sanh cảnh thọ, thì trong đó có tưởng, có tư, nó sẽ vận hành những cái tâm để đưa mình vào một con đường tội lỗi khác. Hay là mình biết mình thanh lọc, gạn lọc những cái nghiệp, thì lâu dần tâm mình thanh tịnh. Thì tâm mình thanh tịnh tức là cái dòng nghiệp thức, cái tâm hữu phần nó được trong sạch. Thì sao? Các căn đối cảnh do dòng nghiệp lực, tức là cái tâm hữu phần thanh tịnh, thì mình thấy nó không bị dao động như trước nữa. Đó là cái tu tập. Người mà thấy hiểu được cái tưởng này như vậy, tức là người này đừng có chấp những cái gì mình biết được. Nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là sắc tưởng. Sắc tưởng thì có màu sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng gì đó. Thanh tưởng thì có những cái nốt cao lên chỉ có 7 bậc âm thanh, có thượng và hạ là 21 bậc âm thanh. Thì nó chỉ như đồ la, re, mi, pha, đố, xí gì đó. Nhưng mà cao thấp, rồi cái trước cái sau nó thành một cái tiếng nói. Rồi tiếng nói có người tưởng ra bằng tiếng Việt thì hiểu theo tiếng Việt, mà nói bằng tiếng Anh thì cái dòng âm, cái nốt đó, nó sắp trước sắp sau ngược lại thì cho người Anh hiểu. Thì nó chỉ là cái tưởng của cái âm thanh. Cái hương cũng vậy, cái hương đó chỉ là những cái mùi. Mùi gì? Thơm, không có thích,
hay là mùi khó chịu hay gì đó, nó có những cái hương vị thôi, cái mùi, còn cái vị nó cũng vị đắng cay ngọt hay là chát gì đó, nó chỉ là những cái đó, không có cái gì là thực tế hết, mà là mình chấp nhận điều đó là nó như vậy. Còn pháp tưởng thì thiện bất thiện, mình nghĩ sao thì cái tâm mình đó như vậy, mình chấp nhận cái điều đó. Tưởng này nó cũng là một cái quan điểm sống của mình, nó là cái quan điểm, là tại vì mình chấp nhận những hình ảnh, chấp nhận những âm thanh, chấp nhận vị. Cái món này tôi ngon nhưng mà người khác không ngon, đó đó, đó cái tưởng đó là cũng đồng nghĩa với cái quan điểm sống của mình phải như vậy đó. Giờ thì tôi trình bày, tôi ôn lại cái phần tưởng này, thì hôm rồi đó mình cũng có sinh hoạt nói về cái phần tưởng, thì đại ý cái tưởng này à, nó phát sanh lên đồng với khi sắc à, được cảm thọ, có cái sự tiếp xúc thì tưởng phát sanh, và cái dòng tâm thức này nó hoạt động trong chu kỳ của 10 cái sắc thân ái, nó khiến mình quây quần đó. Thì tôi xin dừng lại cái phần tưởng này và mời quý vị có những cái câu hỏi hay có cái gì mà tôi nói nhanh, bởi tại vì tôi tóm tắt lại những cái gì mà mình nói hồi bữa thứ bảy đó, quý vị không có theo kịp thì quý vị hỏi. Có ai hỏi, có ai đóng góp gì không quý vị? Quý vị chắc nhớ là hết. Dạ. Mời chị. Cái phần ấy anh nói về cái phần thọ, về cái phần tưởng, thì anh nói mà khi mà mình bắt những cái pháp mà nó ngồi rồi nó đưa vô cái lộ ý của mình á, thì khi mà nó nhớ lại á, thì cái lúc mà cái luồng tâm của mình thì khi mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng bắt những cái pháp ở bên ngoài, dù cái pháp nó nhẹ hay nặng, nhưng mà khi mà cái luồng tâm mình nó bắt như vậy thì mình có sự chánh niệm ngay cái chỗ này, mình để mình nhìn nó, khi nó khởi lên thì mình chỉ nhìn nó thôi, rồi nó mất, rồi bắt đầu cái pháp khác nó hiện lên thì mình chỉ nhìn như vậy. Mà khi mình thấy một cái pháp nào mà nó trội đó thì mình tư duy ngay cái chỗ trội đó, là mình để mình diệt cái nào mà cái pháp mà nó bị dính mắc, nó chấp thủ ngay cái chỗ cái pháp đó. Còn những cái pháp mà nó khởi lên nó nhẹ thì mình chỉ nhìn nó thì nó mất, thường thường là cái lộ tâm nó đi như vậy. Nó không bao giờ nó giúp, cho nên mình chỉ cần nhìn nó khởi lên rồi mình nó mất, rồi nhìn nó có pháp khác nó nổi lên nữa thì nó mất. Nhưng mà đến khi bắt một cái pháp nào mà nó quá trội nặng thì mình có thể mình tư duy ở chỗ này để mình tìm cách mình chuyển người cái pháp nào để mình chuyển cho nó dòng bớt dòng cái pháp mà nó trội nó khởi lên tâm mình như vậy. Thì nếu mà như vậy thì có được hay không, anh giải thích chỗ này cho nó rõ thêm. Thì trên phương pháp á, thì nói thì nó như vậy, nhưng mà khi hành á, thì mình phải nhận nhận rõ cái này nó thế này, thì cái tâm mình á, nó luôn luôn là xoay chuyển như vậy, nó không bao giờ mà không có hết, trên đang gọi là không tánh, là trong thân có thức đối với hình tướng bên ngoài. Quý vị nào có đọc bài kinh tiểu không không, trong kinh Trung Bộ á, quý vị đọc cái bài kinh Trung Bộ đương đăng lên đó, tức là trong cái thân có thức này đối với hình tướng bên ngoài, nó bao giờ cũng có một cái thức nó xoay chuyển mình, phải không? Khi nào quý vị tâm mà không có cái gì không? Có không? Quý vị lên tiếng. Rồi chứ là À, luôn luôn cái tâm hoặc là nó. à, hoặc là à, sáu nhập à, sáu nhập đối với cái thân này là hai cái danh từ, văn từ nó khác nhưng mà có nghĩa là trong cái thân một cái chúng sanh hữu tình còn sống á, nó bao giờ nó cũng có một cái thức, thì trong cái thức này đa phần của mình đó là thiện bất thiện, còn bậc giác á, những cái bậc tu những cái thiền định đó, thì dầu không có những cái tâm đó nhưng mà cũng những cái tâm thiền định, dầu những cái phần chứng đắc tầng thiền tịch tỉnh nào, nó cũng là nằm trong cái định nghĩa là trong cái thân có thức này đối với hình tướng bên ngoài, nhưng mà cái tâm thanh tịnh à, đây là thù thắng à, nhưng mà đây cũng là một cái phiền não Đức Phật dạy, là tại vì cái chứng đắc tầng thiền để mình thấy an tịnh này à, thì nó cũng là một hình thức tự ngã,
nó là ta, ta là nó. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh Không Tánh đó, tức là tiểu không hay đại không á, thì dầu một cái pháp chứng đắc nào, nó cũng là một pháp hữu vi. Vì này thấy biết rằng pháp hữu vi là khổ, là không có thật, phải đoạn diệt. Tức là vì này phải thấy rằng cái sự chứng đắc, những cái gì mình thấy do các căn nhận thức trần và ý thức đưa lên, nó không phải là ta, ta không phải là nó, nó không phải trong ta, ta trong nó, là ý nghĩa là sự tu tập chỗ đó. Thì mình trở lại trong tâm thức mình, bao giờ nó cũng phát sanh ra một cái thức biết. Thì như chị nói, con người mình đó, hết cái này tới cái kia, thì có những cái phiền não mình có thể mình nhìn đó thì nó mất. À, có cái nhiều phiền não ấn tượng mạnh quá thì cái dòng ý thức giới đó, nó mạnh quá mình không có thể nhìn được. Thì Đức Phật dạy luôn luôn chánh niệm. Vì chánh niệm á, mình phải biết rằng cái chánh niệm đối với người cư sĩ tu tập của mình đó, nó, tôi thường chia sẻ cái kinh nghiệm á, mình làm cái gì mình làm chậm lại, mình đi cái gì đi chậm lại, à, mình hành động mình làm cái gì chỉ làm một việc đặt tâm, à, chẳng hạn như mình đi từ chỗ này chỗ kia, như nhà có lầu, như như mỗi buổi sáng tôi tập thành một cái thói quen, khi đi dưới xuống thang lầu nó không có chạy như hồi trước, hồi đó mình khỏe mình chạy tụt tập cột gì đó, chạy lên cũng vậy nhanh lắm, bây giờ mình chạy gì là té sao, cho nên mình đi từng bước một, chân trái chân phải, à, mà mình đi nghiêng chứ không phải đi tới, đi nghiêng đi ngang á, tức là cái chân trái bỏ trước hay chân trái phải bỏ trước, bỏ từng bước một từng nấc một, thì cái đó là cái xúc của bàn chân mình đụng là chánh niệm. Thì khi mình làm vậy mình không có suy nghĩ gì khác hết, thì con người mình luôn luôn phải chánh niệm như vậy, đừng để một cái gì phát xuất lên hết. Thì những cái hình thức đó tu tập đó là chánh niệm tỉnh giác, nhưng mình không bao giờ làm được, là tại vì mình phải có đời sống liên hệ với trong gia đình và có rất nhiều công việc mình làm, phải không đó. Cho nên trong trường hợp có những cái pháp mà nó cực mạnh, nó đến với trong cái tâm thức của mình, thì vị này biết, vị này phải chánh niệm trở về cái thân của mình. Tức là một á, đơn giản là hít vô thở ra thật là mạnh, hoặc là cái tay mình nắm một cái gì có sự cảm xúc, mình để ý chân mình có cái sự xúc cảm, xúc chạm trên cái thân mình, tức là cái tâm mình thấy được có cái xúc, có cái sự cảm thọ, thì tâm nó chỉ bắt được một cảnh. Mặc dầu cái lỗ ý thức giới nó đi cuồn cuộn cái sự tham sân si đó, nhưng quý vị rót ly nước nóng, quý vị cẩn, nhất là nước nóng, quý vị đang sân, đang giận gì đó, quý vị rót nó nóng, quý vị rót chậm, quý vị nhìn đó, thì cái kia nó mất. Thì nếu không cẩn thận thì nước nóng nó rơi vào tay quý vị, cho nên quý vị cẩn thận. Rồi quý vị cầm cái ly, quý vị thấy nóng, thì cái tâm quý vị đặt vô vào cảm thọ nóng, thì những cái pháp bất thiện kia tạm thời nó mất. Đó là cái phương pháp để mình đoạn tận những cái chặn đứng, diệt cái xúc đó. Diệt cái xúc đó cũng phải có một cái xúc gì khác, phải không? Đấy, chị hiểu không? À, tức là cái xúc này, cái tay chị đang đụng, phải không? Tức là trong thân có thức này, đối với hình tướng bên ngoài nó phải có cái thức. À, cái thức bất thiện đó thì mình phải mượn cái thức thiện, hay một cái thức trở về chánh niệm. Đó là cái phương pháp tu tập. Nó hiểu thì nó đơn giản, nhưng mà làm rất là khó, là tại vì nó thành một cái thói quen, phải không chị Ngọc Trân? Dạ. Nó là như vậy thì chứ. Nói là cái mình học thì mình hiểu đó, nhưng mà mình đưa vô cái pháp hành rất là khó. Nó như vậy thôi, tức là làm sao nếu quý vị không có việc làm thì tập chánh niệm đi chậm. Quý vị nhất là người nữ nấu ăn thì ở nhà, nhất là mùa lạnh này quý vị đi không được, con cháu không có đi được, thì quý vị sao bóc cái điện thoại lên hỏi con hỏi cháu, phải không? Hết cái này kia cái nấu thì bây giờ mình để chánh niệm tỉnh giác. Như tôi lúc này trời lạnh này kia, nhiều mấy đứa cháu không đi học, thì khi tôi đánh viết bài kinh sách chia sẻ tư duy suy tưởng
rồi á thì thấy rảnh rỗi á thì ngồi xuống ngồi thiền, nó chỉ gì đó. Hoặc là mình đi tới đi lui, hay là có thể hít vô thở ra, tập thể thao một chút đỉnh cho thân này, hay chạy ra ngoài không có mưa thì mình làm cỏ để mình đi thay đổi cái tâm thức của mình cho nó điều hòa. Mình không có thể làm chánh niệm tỉnh giác liên tục được, nhưng mà cái quan điểm là mình rạch thì mình đọc kinh sách và ngồi thiền nhiều, mình ngồi nhiều cử, một ngày nào 5 6 cử vậy đó ngồi, thì đó là chánh niệm tỉnh giác, tức là mình làm sao cái thân có thức này có cái thức thiện. Nó bao giờ cũng có thức, quý vị suy nghĩ có phải không? Mà quý vị không có thiện thì nó bất thiện. Làm sao tôi được thanh tịnh hoài? Dạ. Ngủ ẩn luôn luôn xảy ra hàng ngày À, nói vậy đó, ai nói mình tu sao này kia nọ, nhưng bây giờ cái tâm thức mình cũng chạy, cho nên những bậc giác á là khi các ngài không có việc gì làm là quý vị những gì đó nhập định, đói thì đi khất thực, ăn không có thì cũng về nhập định như vậy, cũng không có đi chỗ này chỗ kia để thuyết pháp thì kia, các vị đó không có làm mấy chuyện đó là tại vì các ngài nói ra khó ai nhận lắm, nói vậy đó. Thì làm sao mình biết được cái công thức này, cái thân có thức đối với hình tướng bên ngoài, hoặc là sáu nhập duyên thân mạng, thì làm sao mà không có cái thức có biết, chỉ có ngồi nhập định thiền định tư duy những pháp thiện chánh niệm tỉnh giác, nó là như vậy thôi, còn không thì nó chen vô à, phải không quý vị? Cái tưởng đó là cũng như vậy, cái thọ nó cũng là như vậy. Bây giờ tới cái tư nó là cũng vậy. Tư á, thì quý vị cũng nhớ bài kinh kỳ kỳ rồi á, thì cái tư á nó cũng một cái hình thức của sắc thanh hương vị xúc pháp tư. Khi cái tưởng nó nhận thức được, thấy cái sắc phát sinh cái thọ, cái tưởng, thì cái tưởng này nó nhận thức chuyện này, thì cái tâm chủ của tâm, cái dòng tâm thức nghiệp á, tức là cái tâm tư duy, nó điều hành cái điều đó. Thì đối với sắc sắc tư, đối với thinh thinh tư, đối với vị hương pháp tư, nó vận hành tất cả, nó là cái tâm chủ. Mình tu tập được cái tâm đó là tức là mình muốn dừng lại cái xúc hồi nãy mình nói đó, tức là tâm sở tư này phải điều hành trở về chánh niệm tỉnh giác. Còn mình bị tưởng tư mà nó bị dính mắc vào cái pháp bất thiện đó, tức đưa vào ái, thì cái ái này á được cái tư điều khiển 7 biến hành tâm sở và một số tâm biệt cảnh hướng về 14 tâm bất thiện để câu hữu với ái, dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì nó là nằm ở trong 10 cái sắc thân ái sắc căn trần thức thọ tưởng tư xúc thọ tưởng tư nhất tưởng tư ái tầm tứ, nó đi vòng vòng như vậy à. Đó, cái tư nó là cũng như vậy, nhưng mà cái tâm tư này á, là cái tâm chủ động. Thì á, xúc thọ hồi nãy là sắc thọ tưởng, thì cái tư này á chính là cái hành ứng. Đó, hồi nãy là tưởng ứng, bây giờ cái hành ứng này nó là cái hình thức tâm sở tư nó vận hành đối với cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó vận hành. Thì cái hành này cũng do cái xúc nó tập khởi làm cái tư này phát sanh, thì cái tư này tức là hành ứng. Người nào mà dính mắc, tức là xem cái hành này là của mình, và tại vì cái quan điểm tưởng phải sống như vậy, điều này tôi muốn như vậy tại vì tôi so sánh với người khác nó như vậy, thì cái tưởng này đó là cái tâm tư tưởng đó vận hành, phải thực hành những cái điều đó, thì đó là cái hành ứng, nó vận hành những cái tâm sở khác để thực hiện, thì đây là hành ứng. Thì mình biết được cái điều này, tất cả những cái này hành này cũng đều do xúc tập khởi xúc diệt, thì hành nó diệt. Thì bây giờ cái pháp bất thiện này nó đang phát sanh thì mình phải diệt nó. Diệt nó không phải là
nó dễ, mà mình phải biết cách diệt nó. Chỉ là dùng một cái thức mới, chánh niệm tỉnh giác, nó cũng là một cái thức, cũng tâm có thức phải không, chánh niệm tỉnh giác chứ đâu phải là không thức đâu. Đó, bây giờ tới cái thức nó cũng vậy đó, thức đó gồm có gì, sáu cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, dãi. Những cái gì thức, tâm thức á, năm căn á, là thuộc về tâm thức, mà ý á, thuộc về ý thức, nói chung á, là tâm à, tất cả đều là tâm à, thức ý đều là tâm. Nhưng mà tâm của con mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân à, gọi là tâm thức. Còn cái ý á, cái ý thức mình biết á, nó cũng gọi là tâm, nhưng mà nó thuộc về ý thức giới, lộ ý á, thì nó lại là ý thức. Thì ý thức này á, nó có 121 tâm, vương trừ ra 10 cái tâm của nội song thức thì nó còn 111. Hoặc là cái chỉ có tâm siêu thế á, chỉ có 8 á, thay vì 40, hình như nó chỉ có 79 tâm, 79 tâm của cái thuộc về ý thức à, đó. Đó, quý vị mà nhớ quý vị pháp, quý vị chia sẻ ra rồi quý vị thấy dễ nhận lắm. Nó là như vậy, nếu không thì lầm lẫn tâm rồi ý rồi thức gì đó. Thì á, trở lại thức á, là do sáu cái thức biết à, thì đặc biệt cái ý thức á, à, là nó bao hàm tất cả. Thì trong kinh, bài kinh đại kinh chân voi á, dấu chân voi á, thì nói rằng tất cả những cái gì, hay là bài kinh Trăng Rằm á, nói là những cái gì sắc á, là sắc ứng, những gì thọ là thọ ứng, những gì tưởng là tưởng ứng, những gì hành, hồi nãy hành đó là tư, nó thuộc về hành ứng, rồi thức á, thuộc về là thức ứng đó. Thì tất cả những cái vận hành này hoạt động, nó đưa qua cái biết của năm căn, tức là năm cái thức của ngũ song thức. Nhưng mà cuối cùng á, là cái chủ chốt vận hành á, là cái ý thức giới nó vận hành, ý thức giới nó vận hành. Thì cái ý thức giới này nó là cái tạo nghiệp đó, cái dòng cái ý thức để tạo nghiệp. Thì á, sau khi xác thân mình nó tới thời kỳ hủy hoại hủy diệt, thì cái thức này á, thức ứng còn sống thì năm cái thức hoạt động, rồi nó chuyển ra cái ý thức thì vận hành, nó trở lại danh sắc. Nhưng mà khi nó chết á, cái danh sắc này à, cái thân tứ đại nó mất, nó chỉ còn cái thức tái sanh, thì nó phải tìm thức danh sắc nó trở lại cái bào thai à, nó trở lại bào thai. Thì chúng sanh còn nắm cái ngũ ẩn, thì cái thức này tìm cái thai thì do cái gì, do cái vô minh à, hành động theo cái ái, kêu bằng vô minh khác ái, và cái thức này à, danh sắc à, trở lại một kiếp khác nữa. Thì cái người nào mà chấp thủ trong ngay cái đời sống hiện tại, thọ tưởng hành thức, thì người này hoàn toàn sầu bi khổ não. Thì quý vị suy nghĩ, thì tóm tắt lại là sắc thọ tưởng hành thức nó có bao giờ an ổn không? Quý vị thấy có an ổn không? Nó không có, nó thay đổi hoài à. Dầu quý vị hướng tới một cái điều gì an vui hạnh phúc cách mấy đó, nhưng mà cái lực vô thường nó cũng phải thay đổi phải không? Quý vị thấy những người giàu có công danh sự nghiệp rồi, nó cũng sao, cũng bệnh, cũng thất bại. Giàu thành công thì con cái cũng lấy hết, hoặc nhà nước lấy hết, có cái gì an ổn. Rồi cuối cùng mình sân hận, thì cái thức sân hận này, những cái gì mà mình làm ra, tạo tài sản công danh sự nghiệp để làm vui lòng bản thân mình và người thân, thì trong khi đó để tạo những cái điều đó thì biết bao nhiêu tội lỗi xương máu mình gây ra những chúng sanh khác. Thì cái thức này mình nhận là nó, thì mình phải khổ vì nó, mình phải trả nó bao nhiêu công sức của mình. Bây giờ mình không còn cái thân này, mình phải làm sao, mình phải tiếp tục trả nợ.
Thì mình khi mình hiểu được cái điều này, tất cả điều này đó nó là do vận hành cái sự nắm bắt của sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên bài kinh này, ngài Xá Lợi Phật, người nào mà chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức, chính vì sắc thủ nó là ta là nó trong ta trong nó, thì tất cả những điều nó thay đổi biến hoại, mà mỗi lần thay đổi biến hoại là mỗi lần sầu bi khổ u nải não. Cho nên mình biết được những cái điều này thì đây là những cái điều ôn tới ôn lui. Quý vị mỗi lần ôn cái gì đó thì quý vị nhớ lại, thì lâu ngày đó quý vị tư duy, quý vị thấy những cái pháp nó còn sâu hơn phía sau đó, quý vị không có thấy. Và tại vì chỉ khi nào mình hành á mình mới thấy được, nó rất là khó quý vị. Cho nên khi mà hiểu pháp rồi đó, quý vị thấy cái hiểu pháp của mình đó nó không phải là như lúc đầu mình nghĩ, tôi hiểu hết, không có đâu. Mà chính cái pháp hiểu này mình hiểu được thì mình hành mới đúng, mà khi mình hành đúng đó, thì mình mới hiểu pháp nữa. Còn mình hành không đúng thì không bao giờ thấy cái pháp sâu hơn nữa, đặc biệt là như vậy. Thì tôi nói nhanh chung tất cả, bữa nay chị Sơn Nga không có thấy vào, quý vị đóng góp thêm. Quý vị thấy tôi có nói nhanh không, có gì cần để nói lại không? Không, chú nói chậm mà chú nói rõ. Đấy. Chắc cô bên cô Sơn Nga do mạng rồi cho nên cô không nhắn tin được á. Vậy hả? Chắc có lẽ Dạ, vậy. có những lúc chú cũng vậy hay con cũng vậy mà mất mạng là mình đâu có liên hệ được đâu. Thì những cái điều này quý vị nên biết là 12 xứ ngũ uẩn, thì trước tiên đó là cái ngũ triền cái. Cho nên trong pháp tu tập thiền tứ niệm xứ, bài kinh Trung Bộ số 10, đại kinh số 22, đại kinh tứ niệm xứ, thì nói cái phần tu tập mà pháp về niệm pháp á, thì khởi đầu á, là năm cái triền cái. Mà năm triền cái này mình có phần thanh lọc được thì mình mới nhìn thấy được 12 xứ. 12 xứ hồi nãy tôi có trình bày đó, nội 6 xứ và ngoại 6 xứ, 12 đó là ngay Trong chỗ sáu cảnh cái chỗ an trú phiền não mình luôn luôn có cái đó, nó dính theo cái thọ, cái chỗ đó phát sanh trước, rồi nó đưa luôn tới cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn thì cái ngũ uẩn này á, để mình thấy đây là cái phiền não, cái chấp thủ ngũ uẩn là cái sanh tử luân hồi. Thì cái ngũ uẩn này muốn đoạn diệt, muốn thấy rõ cái pháp ngũ uẩn, thì Đức Phật dạy ngũ uẩn này, Đức Phật dạy qua nhìn tứ thánh đế, phải không? Quý vị nhớ không? Khổ, có thân là khổ, tứ thánh đế. Thì cái tứ thánh đế này có cái ngũ uẩn này, cái thân này không phải là thân, cái thân này là thân có thức. Đối với hình tướng bên ngoài nó có cái sự sống động, cái biết. Thì cái thức này đó gồm sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái khổ. Mà bây giờ cái khổ này như thế nào thì Đức Phật mới dạy tứ thánh đế để nhìn thấy rõ. Thì cái khổ có tám khổ, thì do đâu mà khổ? Thì có tập. Tập đó là gì? Tức là 10 cái sắc thân ái hồi nãy tôi trình bày quý vị trong bài kinh tứ niệm xứ rất là thứ lớp. Chính Đức Phật dạy căn trần thức xúc thọ tưởng tư ái tầm tứ, nó xoay vòng như vậy hoài, nó khiến mình biết nó khổ, mình biết nó nguyên nhân rồi mình cũng chạy nó lại nữa. Chừng nào mà cái 10 cái sắc thân ái này nó còn á, diệt á, thì tức là diệt. Thì lý do mình khổ là tại có 10 cái sắc thân ái. Mà nếu 10 sắc thân ái này diệt á thì á không còn khổ nữa, nhưng mình dầu mình biết cũng cũng không có diệt được. Mình thấy rõ pháp, mình liễu tri, mình thấy được như vậy. Nhưng mà diệt á thì phải sao?
phải tu tập con đường bát chánh đạo. Để cho bậc thánh cái gì thì đó, cho nên trong cái kinh, bài kinh Tứ Thánh Đế, đại kinh Tứ Niệm Xứ, mình khi mình hiểu kinh được, các ngài, các vị tông túc, Đức Phật thuyết pháp thì nó không có thứ tự như vậy. À, chỗ này chỗ kia tùy theo nhân duyên, nhưng mà khi ngài tịch rồi, những 10 vị đệ tử, trong khi đó có một số tịch diệt trước ngài, thì sau này còn hai vị già vị, thì lúc nhập Niết Bàn chỉ, trong kinh Niết Bàn chỉ có nói ba vị. À, là ngài ngài gì Ca Diếp, ngài A Nậu Đà La và ngài A Nan, còn ba vị còn lại. À, thì những vị trước tịch, thì trước khi tịch cũng có một số đệ tử tụng lại những kinh điển, cũng như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên tụng lại những kinh điển đó, rồi tới ngày A Nan cũng còn kết tập những kinh điển đó, rồi những A Nậu Đà La cũng kết tập kinh điển đó, Ca Diếp cũng vậy. Thì sau này một thời gian sau, những kinh điển này mới kết hợp lại, thì tới nhiều đời sau này thì các ngài mới đưa thứ tự ra năm bộ kinh đó, thì mỗi vị thay phiên đúc kết tùy theo cái phương pháp đó. Nó có thứ lớp tùy theo cái cách bằng con số, có thách bằng ứng, có cách bằng cái những cái pháp dài bằng những cái pháp ngắn, hoặc là những cái chuyện tạp, những cái kệ thì được rời rạc ra những trong những cái kinh tiểu bộ đó. Nhưng mà tất cả những ngày sắp xếp nó có lý do hết, mình đọc kinh ra rồi mình thấy, thì khi mình đi sâu vào kinh điển mình thấy, thì mình mới thấy rằng lý do tại sao Đức Phật không có nói một lượt hết như vậy, không có thể nói được. Đó, rồi sau này những đệ tử sau của những đại đệ tử đó kết tập lại và nhiều đời nhiều kiếp, cả mấy ngàn năm nay thì ngày nay mình mới có kinh điển tu tập đó, thì để mình thấy rằng mình được may mắn còn thấy được những cái lời kinh này và những chư đại đức, những chư thiện chư thức thuyết pháp và luận giải, thì mình đây là những cái người rất là may mắn. Nhất là tôi thấy mình, những ai tu tập mà hiểu, có cái thích thú nhận những cái ý của những cái bài kinh này rất là khó, khan hiếm lắm quý vị. Chính vì bản thân tôi biết tôi đây, chứ các vị tu đây là không có kham nhẫn nghe được những cái kinh này. Họ chỉ cầu nguyện mà được. Còn đây là mình hoàn toàn là pháp hành không. Giờ ở già, đau bệnh thì chỉ cầu nguyện thôi, chứ không có biết. Đừng có chấp thủ, nói không có nghe. Mình nói, mình tâm tình mình than thở. Thì sự thật đó là mình đã may mắn mình còn lắng nghe những cái điều này. Dù mình hiểu không có hết, không hiểu bao nhiêu, mình hành không có bao nhiêu, nhưng mà mình thấy rằng mình có cái niềm hoan hỷ, rất là trân trọng pháp của Như Lai. Thì thật tình mình chia sẻ cùng quý vị không ngoài là mục đích để mình thấy thúc liễm cái thân tâm mình nó được lúc nào hay lúc nấy. Nó dài lắm quý vị, dài lắm. Rồi thôi thì tôi ráng đúc kết hai cái bài kinh này, nhất là cái phần thức tôi cũng không có nói nhiều, thì để bữa thứ bảy mình đi tới cái bài kinh thủ chuyển, là cái phần thức chấm dứt cái phần kinh thủ chuyển. Thì hôm nay mình chấm dứt cái phần kinh này, thì trong cái chương 22 đó là nói hoàn toàn về cái ngũ ứng với mọi cái phương tiện khác nhau, thì để cho mình nhận thức rằng trong cái thân có thức. Thì tôi cũng xin nhắc lại, đây là một cái tâm đắc của tôi, là trong thân có thức này đối với hình tướng bên ngoài, hoặc là sáu nhập viên mạng với thân, bao giờ mình sống cũng có cái thức hết. Sống có thức hết. Thì cái thức nào an ổn thì không có thức bất thiện,
nhưng mà làm sao tu tập chỉ tích tất cả hành, như bài kinh A Nan á, chỉ tích tất cả hành trước pháp tư duy, chỉ tích tất cả hành để mình thấy là không có ngã và sợ, ngã sợ nó chỉ là cái dòng tâm thức mình nó như vậy thôi. Thì mình ráng tu tập, thì muốn làm được như vậy cái dấu ngoặc tức là mình đoạn tận 12 10 kiết sử chứ không phải mình quá phải đoạn đoạn tận 10 kiết 10 kiết sử đó, quý vị thấy mình kiết sử mình đoạn tận được bao nhiêu thì cái thành tựu của mình, thì càng thành tựu mà mình không hiểu thì lại càng chấp thủ nhiều chừng này. Hai quý vị rồi mời quý vị đóng góp, có ai nói thêm gì không, có cái nghe rõ quá hay gì quý vị, không có gì Dạ rõ, không có dạ gì có cả. Chỉ cái là mình thực hành thôi, ráng thu thúc cái lục căn của mình nó xúc á, thì bao giờ nó cũng có cái xúc hết nha quý vị, nghe không? Là tại vì cái thân có thức mà thì xúc xúc vào chánh niệm tỉnh giác, cái pháp nào cần tư duy thì mình cần tư duy để đoạn tận, còn không á thì ráng trở về chánh niệm tỉnh giác, đừng có ngao du, đừng có chạy theo cái quá khứ, rồi đừng có làm đạo diễn, tức là mình nghĩ đến tương lai phải gì kia, phải sắp đặt cho con cháu này kia vậy, mình làm đạo diễn đó rồi nghĩ hiện tại cứ nghĩ không nổi này, nghĩ tương lai thôi, đó cái mình gì đồng nghĩ cứ là bước không đến, đó. người ta thấy gì hiện tại đi mà nghĩ không nổi rồi. Những cái gì mình nghĩ trước là thấy sụp đổ. Quý vị thấy chính trong cái bản thân mình nó cũng nhiều khi mình muốn làm cho mình làm, tâm mình nghĩ vậy mà mình làm rồi mình cũng chạy chỗ khác, phải không? Nó không có như ý của mình, là tại vì các pháp đó nó đang xoay chuyển, mình nghĩ theo chỉ có một chiều của pháp, nhưng mà vận hành của pháp đó nó chung quanh mình, đối tượng mình rất là nhiều, con cháu, xã hội, đất nước, luật pháp, bệnh tật, thì đối với bản thân mình cũng không có làm được gì nhiều. Thì mỗi cá nhân đều nó có một cái nghiệp, cái sắc pháp, có cái tâm tức là tâm vương, tâm sở, cái nghiệp và thực phẩm. Nghiệp là do tâm tạo ra, sắc pháp là cái sắc pháp, cái thân này nó phải có thực phẩm, thì thực phẩm này nó tất cả là thời tiết, hoàn cảnh, đất nước, luật pháp, nó luôn luôn nó thay đổi, nó luôn thay đổi, thì cái tâm mình đang đối diện với tất cả những cái gì đang thay đổi, nó bản thân mình không an ổn. Thì mỗi cá nhân, con cháu, dòng họ, bất cứ người nào cũng có cái sắc pháp, có cái nghiệp, có tâm vương và tâm sở, và cái thực phẩm, mỗi người phải đối đương đầu đối với nhau. Bây giờ mình làm không được, mình bắt con cháu mình phải làm như vậy thì thử hỏi một chuyện vô lý, mình chỉ cố vấn thôi, chỉ cố vấn, làm được không được thì mình hết việc, thì mình không có vô tình, chứ còn mình mà muốn nó theo ý mình thì chính mình đã chấp thủ mình rồi, không xong mình lại chấp thủ của mình cái của mình nữa, nó là cái ngũ uẩn. Rồi quý vị thấy không có câu hỏi thì mình hoàn lễ, quý vị nghỉ sớm, tôi thấy rằng chắc nó rất rõ. Vì có câu hỏi không, có nói thêm không thì mình hoàn lễ. Xin chia sẻ vài lời được không? Rồi xin mời Thanh Hương, quý vị không nói thì Thanh Hương nói á. Dạ, cô chia sẻ cho tụi con học hỏi thêm. Dạ, mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài Tương Ưng Bộ.
Thì trong cái tương ân bộ này nói về cái chuyên uẩn, thì các vị cũng biết là từ đầu á, do một vị gia chủ thì có đến gặp Đức Phật, thì cũng nói về cái sự mình lão hay là mình già, rồi cái tuổi thọ mình nó như vậy, rồi cái thân mình á thường hay đau yếu. Thì cho nên á, cái vị gia chủ này muốn á, là Đức Phật á, là thuyết cho một cái thời pháp để cho cái vị này á, thấy sống trong cái hạnh phúc, cái an lạc lâu dài hơn. Cho nên á, Đức Phật nói như thế này là ai cũng phải khi sanh ra thì ai cũng có cái thân này, cái thân này nó già và cái thân nó bị bệnh. Cho nên á, Đức Phật nói nếu á, mình biết cái thân này nó bị bệnh mà mình có nghĩ đến cái thân này nó bị bệnh, thì đó là nói về cái thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thì Đức Phật nói rằng đó, là nói với gia chủ này á, là chỉ về có cái sự tu tập thì mới hiểu như thế nào. Khi cái gia chủ này á, đã hiểu những lời của Đức Phật thì rất là hoan hỷ và cũng tính những cái lời của Đức Phật dạy. Thì khi đó cái vị gia chủ này mới về gặp lại tôn giả Sariputta. Khi gặp cái tôn giả, ông tôn giả này, thì ông tôn giả này mới hỏi thấy cái vị gia chủ này á, thì nói về các căn á, thì gia chủ này rất là tịnh tịnh và nói về cái sắc diện của cái vị gia chủ này rất là trong sáng và thanh tịnh. Thì cái vị gia chủ này nghĩ rằng chắc có lẽ tôn giả nghĩ chắc có lẽ là gia chủ đã nhận những gì mà lời của Đức Phật dạy cho nên mới có cái sắc như vậy. Thì cái gia chủ mới nói lại tường thuật lại cho cái vị tôn nghe, là nói về cái già của mình, cái bệnh của mình. Thì khi tôn giả nghe thì tôn giả nói rằng á, mình nói thân á, mình bệnh mà tâm mình không có bệnh, nhưng sao ông không hỏi về thân mình bệnh và cái tâm mình bị bệnh. Thì vị gia chủ này á chỉ nhờ là thế tôn á, cái tôn giả, ông tôn giả này để chỉ dạy lại cho ông mà thôi. Thì khi mà tôn giả nói là sắc là ta, sắc không phải là tự ngã. Cho nên chính vì mình nắm vào cái sắc này mình cho là của mình, và mình nắm cái sắc này là cho là mình. Cho nên khi mà cái sự biến hoại và cái đổi thay mà mình không biết, thì mình thấy mình cho đó là một cái mà làm cho mình hoang mang hay là làm mình cho lo sợ vì chính cái bệnh này. Cho nên mình mới có cái sự sầu bi khổ u não. Thì trong đây Đức Phật dạy cho mình nói về cái sắc, cái thức, cái thọ tưởng hành thức, thì Tịnh Đức đã nói qua cho các vị nghe hết rồi. Vì chính mình nắm vào những cái này cho nên cái thân mình bị bệnh mà cái tâm mình cũng bệnh luôn. Mà nếu mình biết được những cái điều này thì mình chỉ biết là cái thân mình bệnh thôi, để còn tâm mình. Cho nên trong cái bài kinh này Đức Phật dạy cho mình vì mình không có hiểu rõ khi cái thân này của mình, cho nên hôm nay là cái bài kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng khi cái thân mình nó như thế nào và khi nó bị bệnh như thế nào. Thì mình đã hiểu được trong cái bài kinh này là Tịnh Đức đã giảng cho mình nghe, thì mình không còn cái hoang mang nữa. Thì Hương nghĩ thì cái bài kinh này rất là hay, thì mình nghe đi nghe lại để mình tự chủ của mình, chứ không phải ai cũng nói là cái thân này nó như thế này như nọ. Thì chính Đức Phật đã nói một câu đó, ai mang cái thân này thì cũng đều có bệnh. Nếu mà mình cho là mình mang cái thân này mà mình không bệnh, đó chính là người ngu. Mà sự thật vậy, nhiều khi mình bệnh mình không có nghĩ là mình bệnh do cái thân này, mà mình cứ nghĩ chuyện đâu là không. Cho nên nó là cái làm cho con người mình nó vậy. Thì khi cái thân này của mình mà đúng vào cái thời tiết thế này kia nó có thay đổi thì đừng có lo sợ, mình hãy tự chủ cho cái thân của mình. Cái gì cũng vậy, mình phải vì mình cái tâm mình làm chủ cho cái thân, chứ không phải cái thân làm chủ cho cái tâm. Cho nên thân mà bị bệnh thì cái tâm mình phải làm như thế nào, nó chỉ vậy đó. Cho nên Hương có một cái phương pháp là khi mà Hương bị bệnh, Hương phải biết là tại sao nó bệnh,
bệnh bệnh mình phải biết tại tại sao nó bệnh, vì thức ăn hay là vì thời tiết hay này kia, thì mình không có hoang mang, mình không không có lo sợ nó. Thì đây là một bài kinh mà Đức Phật dạy. Bữa nay Hương cũng được khỏe mấy cho nên Hương không có nói dài thêm, cái Hương cũng muốn là đem cái câu chuyện của Đức Phật với gia tủ giả tôn giả Sivita này Hương sẽ kể lại cho các vị nghe. Thì Hương cũng xin đóng góp những gì Hương hiểu được để chia sẻ cùng đến với tất cả các bạn, để mình tu cho cái thân mình còn lại đây. Thì đây là những lời mà Hương chia sẻ. Dạ, mô Phật. Dạ, thì quý vị nào đóng góp thêm, dạ xin mời quý vị đóng góp thêm. Nghe nói về cái thân bệnh, cái tâm không bệnh chỗ này, nói thì nói nghe nó nghe nhiều quá. Nào là nói thân này vô thường, thân này là không phải là ta, là của ta, nói quá nghe muốn muốn lượng quá. Mà sao Thì cái chừng thân mình nó đau mà lại mình có cái khổ, cái lo không hiểu mình. cái ngụ ý bài kinh này á là nói một chuỗi dài thời gian để mình chuẩn bị trước, tới khi mà bệnh mà mình muốn thân không bệnh thì nó không có dễ. Đây là một cái sự chuẩn bị, bỏ bớt cái nắm bắt. Thì quý vị biết đọc qua những bài kinh đó, có những vị chứng đắc những cái thánh rồi, kể cả Đức Phật, cái thân bệnh khi mà trong bài kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn á, Đức Phật phải bệnh quá đau à, nhưng mà chỉ còn cách là nhập vô tưởng vô tướng định thì mới không đau, mà xả là vẫn đau. Thì cũng có một vị tỳ kheo à, Xá Dí cái gì đó già bệnh à, cũng là một bậc A-la-hán nhưng mà đau lắm, phải dùng dao tự sát chết, nó không có dễ, thấy không? Nhưng mà tùy theo cái nghiệp của cái sắc thân nó phải trả, chứ không phải mình biết gì cái mình thân mình bệnh rồi cái tâm mình tỉnh bơ, không có đâu Đâu có cái gì. Cho nên đó, ý nói đó là mình phải đừng có dính mắc vào cái thân mình nhiều lắm, nó phải tới ngày vậy. Nhưng mà bây giờ mình may mắn đó. Tôi thăm con tôi á, trước khi mà nó đi á, thì những cái chứng bệnh mà đau cực khổ như cancer này kia đó, thì bác sĩ chích thuốc vô nó không còn đau nữa, nói như vậy đó. Thì để quý vị biết rằng nói là như vậy nhưng mà không phải đợi tới đó rồi mình tâm mình không bệnh, không phải đâu. Mình phải ý nói là cái thân này dầu mình giữ gìn, dầu mình lo cái gì cho cách mấy, thì con người ai cũng phải có bệnh, thì tốt hơn mình đừng có nắm bắt, buông bỏ đi à, thì buông bỏ đi á, chính buông bỏ đi nhiều chừng nào thì cái gì nó tới thì mình bớt khổ. À, chứ không phải nói vậy cái là tôi tu vậy, tôi nghe vậy là tăng tôi có bệnh, tôi cũng không mà dạ, ra khó lắm à, nhưng mà mình học được á là mình thấy sự thật Đức Phật dạy ra cái thân tươi đẹp mình như thế này nó hoàn toàn là sắc thọ tưởng hành thức, nó có tứ đại, trong tứ đại này có 24 sắc y đại sinh à, thì trong 32 tướng trật á, à, trược á, thì có những cái chất đất, hơi nóng, gió và nước, nó chỉ như vậy thôi, nó kết tụ lại mình nghĩ cho là mình, nhưng là mỗi cái á, nó có chịu một cái phản ứng riêng à, của tứ đại, nó đang thay đổi từ trong bản thân của người đó và tứ đại bên ngoài, thì quý vị thấy không, nó có cái sự nguy hại rất là nhiều, nhất là những cái thực phẩm, tức là cái khí hậu à, chiến tranh thời tiết và những vi khuẩn à, những cái bệnh của thời thời gian nó đưa đến. Thì để quý vị thấy là mình nói vậy nhưng để mình biết rằng bớt cái sự chấp thụ, bớt cái sự nắm bắt của mình đối với cái thần ngũ uẩn này à, thì thứ nhất á à, thì bớt nắm bắt á, thì dầu
dầu có bệnh á, mình cũng bớt đau khổ. Đúng đó. Và cái thứ hai đó ha, thì mình còn sống mình cũng an ổn, không có kẻ thù, không có tội lỗi, mình thanh lọc được cái thân tâm mình. Dầu có một kiếp nữa thì mình thấy mình không có nghĩ tới, nhưng mà mình thấy là cái nghiệp của mình chắc cũng đỡ lắm. Tại vì mình ít cái nắm bắt. Thì thôi, thì rất là tán thán tinh thần tu tập của quý vị, thì tôi mong rằng là quý vị cũng cố gắng cùng nhau tu tập kinh, đọc những cái bài mà trong cái trang cư sĩ tỉnh tức của mình đó, rất là nhiều, nhất là kinh Trung Bộ, quý vị ráng đọc. Nó có nhiều cái nó khó, nhưng mà đọc rồi riết nó làm quen, rồi nghe tới nghe lui thì nó được nhiều cái lợi ích lắm, mà không quên là tu thiền. Rồi, giờ xin mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Giờ xin mời quý vị. Mô Phật, chúng con xin chia được phước báo tu tập này về chư thiên, chư thiên cõi trời, thứ nhiên chuyển thân đưa một pháp đồng đều phước báo nhau cả thảy. Chúng con cũng xin chia điều phước báo tu tập này về các bạn tu tập tương lai trong bằng những thuộc trong này hiện tại, thừa hưởng phước báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, phát sinh trí tuệ toàn giác phiền não. Chúng con xin hồi phước báo này về ông bà cha mẹ trong bằng quyến thuộc, qua giảng nhiều đời nghiệp kiếp của chúng con, dù hóa sanh cõi nào cũng thừa hưởng phước báo nhân thiên sống lâu an vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, xem gặp Phật pháp tu tập để đồng giảm từ nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sa thú xin chào tất cả, chúc quý vị luôn luôn an vui hạnh phúc nha. Sa thú. Xin chào toàn thể, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn an vui. Chào thân thương.